ơi, nhìn hấp dẫn quá anh Mách ơi. Ồ, chào Khánh Ly. Quý vị thân mến, đứng bên cạnh Khánh Ly bây giờ là anh Phạm Văn Mách, lực sĩ số 1 tại Việt Nam. Và Khánh Ly phải năn nỉ rất nhiều lần thì anh Mách mới chịu đến đây để hướng dẫn cho chúng ta một món ăn rất đặc biệt. Và chúng ta hãy cùng khám phá xem món ăn đó là gì quý vị nhé. Mách xin chào quý khán giả của chương trình Voi Sống Mỗi Ngày. Và hôm nay Mách sẽ giới thiệu quý vị và các bạn món ức gà sốt chanh. Ức gà sốt chanh của chúng ta thì nguyên liệu gồm có ức gà, hành tây, chanh, khoai tây và các gia vị cần thiết. Đây là một cái thực đơn thông thường anh ăn hả? Thực đơn này là mỗi ngày Mách thường ăn. Như vậy là mỗi khi mà mình thi đấu thì mình sẽ có một cái thực đơn đặc biệt khác đúng không anh? Lúc thi đấu thì mình hạn chế những cái hoạt chất không cần thiết để hàm lượng mỡ trong cơ thể nó giảm dần. Chắc là món ăn ngày hôm nay sẽ rất là ít mỡ đúng không? Và đặc biệt là món này rất là dễ làm. Đầu tiên thì mình sẽ làm gì anh ha? Mách đang cắt củ hành thì cắt củ hành cho nó xong nốt đi. Hành này thì mình sẽ cắt khoanh ha anh. Cắt khoanh. Chút xíu nữa thì mình sẽ trang trí. Anh ơi, tại sao miếng gà lại chọn miếng lớn như vậy ha anh? Như thế thì nó mới đủ hàm lượng đạm. Bây giờ anh sẽ sắc làm hai ra. Cái đến là khoai tây. Khoai tây là cái lượng tinh bột rất là cần thiết để nó chuyển hóa thức protein tốt hơn. Cắt luôn. Bây giờ mình cho dầu vào ha. Anh ơi, món ăn này thì mình làm lửa lớn hay là lửa vừa ha anh? Lửa vừa phải thôi. Mình tráng đều chảo ha. Đây có phải là món ăn mà anh Mách thường làm ở nhà không? Món đặc thù của anh á, thường thì anh ăn gà hoặc là thịt bò. Rồi sau khi dầu nóng thì mình sẽ bỏ gà vô đúng không anh? Bỏ gà vào. Còn khoai mình sắp bên cạnh luôn ha anh? Sắp bên cạnh luôn. Cho nó kịp chín luôn nha. Thì bây giờ trong quá trình mình đợi nó chín thì mình sẽ làm nước sốt. Bây giờ chanh á thì mình cắt ra, mình lấy nước cốt chanh và cái vỏ mình xát cho nó đỡ the. Và mình xắt thành sợi. Nước sốt chanh mình có khó làm không anh? Đơn giản thôi. Em thấy là gà cũng đã chín một mặt rồi đó. Ôi, em giúp anh đi. Cái này thì dễ lắm, em làm được. Rồi tiếp tục là mình sẽ làm nước sốt ha. Đây bột bắp. Có cần phải hòa nước không anh? Cho anh xin miếng nước nè. Đây. Nước chứ. Rồi một ít bột bắp ha. Mình đổ nhiều nước hay ít nước anh? Cho anh. Rồi được rồi. Rồi. Sau khi mà hòa bột bắp xong thì mình sẽ làm gì? Sau khi bột bắp lên, nó sánh lại một chút xíu thì mình sẽ cho mật ong vào. Và cho một xíu bột nêm và muối. Em canh chừng này giùm anh nha. Nó chín quá là hết ngon đó. Cái món này thì thật sự là rất rất dễ làm quý vị. Và dinh dưỡng nó thì rất là cao. Anh ơi, thí dụ như là em muốn giảm cân hoặc là muốn có một cái chế độ ăn kiêng đều đặn thì tập luyện và ăn uống như thế nào thì phù hợp anh ha? Thì mình sẽ chia làm 4 bữa ăn chính. Thì mỗi bữa ăn chính mình sẽ tính ra cái lượng protein để phù hợp với từng cái hạng trọng lượng của mình thôi. Rồi cho anh xin một xíu mật ong. Đây mật ong đây. Và nó sánh rồi, rất là ngon. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó, không biết ăn thì như thế nào. Xíu bột nêm, chút xíu muối nha. Bây giờ cho một xíu chanh vào. Anh ơi, em thấy gà bên đây thì cũng hơi chín rồi nè. Ok, em chuẩn bị cho anh cái dĩa đây nè. Còn khoai tây mình trang trí xung quanh ha anh? Đúng rồi. Đây, mình sẽ trang trí một bên thôi, một bên thôi. Dạ, một bên. Vậy là đẩy miếng gà qua xíu qua đây. Và trang trí. Tiếp tục là mình sẽ cho một sốt chanh vào cái món này. À, thì ra là vậy. Đây, thành quả nãy giờ hai anh em mình làm được đây. Rồi em cảm giác thế nào? Em hả? Chắc phải em cầm trên tay mới được. Thôi làm sao ngon quá đi. Nãy giờ em phụ anh nhiều lắm chứ bộ. Bây giờ sao? Thử phải không? Muốn thử phải không? Dạ, em ngửi thấy mùi chanh nè. Với lại mùi gà cũng rất là thơm rồi đó. Không biết là có được thử miếng không? Em không sợ em thử, em thành lực sĩ. Em không sợ đâu, tại vì em sẽ có một cái chế độ dinh dưỡng rất là tốt từ món ăn này. Rồi, ok. Mời em thử. Dạ. Em sẽ kiếm chỗ nào mà có nhiều nước sốt. Này anh Mách ăn nhiều mà. Cảm giác sao quý vị?
Quý vị thân mến, khi mà Khánh Ly thưởng thức món ăn này thì thấy có rất là nhiều hương vị trộn lẫn vào nhau. Đầu tiên là vị chanh và đặc biệt là nước sốt chua chua ngọt ngọt quyện vào trong miếng gà. Miếng gà thì rất là bùi nè, và đặc biệt là vị cũng rất là thanh, không có còn một tí mỡ nào hết, đâm ra là ăn nhiều cũng sẽ không có cảm thấy ngán. Quý vị thân mến, gà sốt chanh, một món ăn vừa hấp dẫn mà vừa đảm bảo được dinh dưỡng nữa. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là Khánh Ly phải cảm ơn anh Mách rất nhiều. Còn bây giờ Khánh Ly xin nói lời chào tạm biệt và xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một kỹ năng cuộc sống.